Xin được mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm được những dòng lọc hàng bái xịn của Yamaha các bác nhé. Một cái dòng mà phải nói là rất là nổi tiếng rồi. Nồi đồng cối đá và chất lượng cho các bác chơi sự kiện và gia đình. Yamaha thì nó là cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản các bác nhé. Model là Q2001B. Hôm nay bên em về thêm được 3 chiếc các bác nhé. Về thêm được 3 chiếc. Cách đây cũng gần 3 tuần thì bên em về được 6 chiếc nhưng mà cũng hết hàng. Có 2-3 bác đặt thêm nhưng mà hàng chưa kịp về. Thì hôm nay các bác xem được video thì có thể gọi lại các bác nhé. Yamaha Q2001B sẽ sử dụng là 2 tầng riêng biệt các bác nhé. Đặc biệt của cái dòng này ấy, các bác chơi những cái giải này này, các bác chơi full cần được các bác nhé. Full cần được. Vì cái xử lý rất là tốt ở cái dòng này đó là nó hám cái giải gain. Có thể giải đầu ra đó các bác. Nó không để quá mức, nó chỉ đạt tầm khoảng 80% thôi, cho nên là khi các bác chơi thì nó sẽ không bị dè tép hoặc là bị xé tép. Đó, như dòng Yamaha nó lại lợi ở chỗ đó các bác nhé. Cái gain nó xử lý rất là tốt, kể cả giải bass xuống rất là sâu và chắc các bác nhé. Đó, rất là sâu. Nếu mà các bác nào mà thích nhạc mạnh thì xử lý cái giải bass của những chiếc này thì rất là ok, vì nó dày tiếng các bạn, rất là ok các bác nhé, dày tiếng. Đó. Với dòng này thì đều là mặt phay các bác nhé. Mặt phay rất là đẹp. Em về được có 3 chiếc thôi. Tổng của nó là 66 cần các bác nhé. 66 cần là cho 2 tầng các bác nhé. Cho 2 tầng. Chế độ ở đây thì là EQ này. Chế độ các bác có thể sử dụng cắt giải bass ở đây. Đó. Mỏng dày ở đây các bác nhé. Và chế độ cộng trừ 62 ở đây. Đó. Khi các bác chơi gia đình thì các bác để ở chế độ mở. Có nghĩa là cái nút này bỏ ấn, không ấn các bác nhé, không ấn vào thì nó là cộng 12. Đó, còn khi các bác chơi sự kiện thì các bác phải để chế độ 60D. Vì cái chế độ này ấy, thì nó sẽ nén lại, nó nén lại để các bác cho cái giải dày thêm tí nữa để các bác sử dụng qua dưới mic nó hay hơn. Nếu mà các bác nào mà có điều kiện hơn chút, các bác có thể chơi con này để đánh nguyên súp hơi thì cực kỳ phê đâu các bạn, giải nó dày, nó đánh rất là mạnh và rất là khỏe. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng những cái giải tép này mình hạ xuống này. À, để mình lấy nguyên cái giải trống để đánh súp này. Đó. Ở đây thì những chiếc này thì bên em cũng tháo ra rồi. Máy rất là đẹp các bác nhé. Đây nguồn này. Máy rất là đẹp. Hai vỉ các bác nhé. Các bác cùng nhìn những cái con tụ gốm cao cấp này. Đó. Tụ thủy tinh này các bác này. Hai vỉ các bác nhé. Vỉ trên vỉ dưới này. Vỉ trên vỉ dưới này. Lọc rất là nét. Còn tín hiệu vào ra thì nó đều là 6 ly cũng như là Canon các bác nhé. Đây 6 ly Canon này, vào này, 6 ly Canon vào này. Điện 220 các bác nhé. Đó, máy rất là đẹp. Đây các bác cùng nhìn cái lọc bên trong, rất là đẹp nhé. Đây em cũng sẽ test để các bác nào mà đang quan tâm thì cũng có thể theo dõi thêm với những cái chất lượng tiếng của những dòng Yamaha này cho ra. Rất là rõ nét và chi tiết các bác nhé, các bác có thể nghe. Ngày đó anh còn nhớ buổi đăng trình, em bồng con đứng nhìn ngoài kia trong sùng quân reo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Một cái nữa đó là rất là nhiều dòng các bác rất là nhiều dòng lọc mà nó hay gặp phải đó là cái cần gạt này nó hay bị lẹt xoẹt, nhưng mà với dòng Yamaha thì đặc thù nó sẽ không bị các bác nhé. Đặc thù của nó có nghĩa là cái xử lý về cái chổi than của nó rất là tốt. Đấy, nó ít khi bị mài mòn. Cái thứ hai ít khi nó bị khô. Đấy, cho nên là cái chổi than rất là tốt. Đấy, sử dụng rất là rõ nét các bác nhé. Cho nên là nó không có bị nhiễu tín hiệu, nó là như vậy.
Đây em cho mắc tép này. Đó, nó không bị té tép rồi các bác nhá. Đó. Cái xử lý gen, cái gen da của nó rất là tốt. Mà lọc nó rất là nét và chi tiết. Đây không? Đó. Đây, em toàn cho giải cao các bác nhá. Từ 500, 400 trở lên là giải cao. Đây, bát đây. Khi mà có ấn vào ấn ra đây. Hôm nay ngày chủ nhật, cùng tao ngồi, em đến thăm anh. Đây cho các bác nghe cái độ sạch của con giải tép đây. Mà em đâu có ngày vì tình yêu muốn. Đó, các bác nghe này. Đó, cái giải tép cho ra rất là sạch, là chi tiết. Vâng, em cũng xin được review qua cũng như là thông báo tới toàn thể các bác là bên em về thêm được 3 chiếc. Các bác nào có nhu cầu thì có thể vui lòng liên hệ nhanh với bên em qua số hotline 0977434361 các bác nhé. Yamaha 2031B. Vâng, ok, em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.